Xin chào các bạn Ngày nay thì Excel là một công cụ không thể thiếu trong công việc văn phòng Như là quản lý thống kê và báo cáo số liệu Bên cạnh đó thì trong cuộc sống hàng ngày của các bạn cũng vận dụng rất là nhiều Tuy nhiên thì bạn lại không có thời gian để đi đến các trung tâm đào tạo Do vậy thì tôi và Inuka đã hợp tác Để xây dựng khóa học là thành thạo Excel trong 3 giờ này Để giúp các bạn có thể học được những kiến thức về Excel qua các video ngắn với từng bài giảng cụ thể. Các bạn sẽ nắm được các kiến thức như là về các khái niệm cơ bản về Excel. Cách hiệu chỉnh và in ấn văn bản. Các hàm cơ bản của trong Excel. Các bạn có thể học được cách vận dụng các công cụ có sẵn để quản lý dữ liệu. Các bạn cũng có thể học được cách bảo mật dữ liệu của mình hay là thao tác với biểu đồ để làm một cái báo cáo thật là sinh động ngoài ra thì trong khoa học sẽ có các thủ thuật để vận dụng excel vào trong công việc thực tế và việc của bạn làm bây giờ là đeo tay nghe lên và mở các video bài giảng tiếp theo và chúng ta sẽ cùng thực hành và bạn sẽ nhanh chóng có thể thành thạo công cụ excel để vận dụng vào trong công việc của mình chúng ta sẽ đi đến bài học tiếp theo